Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương nổi lên tình trạng sử dụng phương tiện cơi nới, hết hàng sử dụng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi tham gia giao thông, cũng như vận chuyển chất thải không đúng quy định, làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ra quân phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm. Qua hơn 2 tháng triển khai cao điểm phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lực lượng cảnh sát môi trường đã phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện kiểm tra 100 vụ vi phạm trong hoạt động chuyển giao, vận chuyển chất thải không đúng quy định. Ngoài các thủ đoạn vi phạm về hoạt động vận chuyển chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại không đúng quy định, các đối tượng thu gom, tiếp nhận xử lý chất thải thuê nhà xưởng, sau đó đăng ký hồ sơ để sản xuất kinh doanh nhưng thực tế không tiến hành sản xuất kinh doanh hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, chủ yếu là để thực hiện hành vi chôn lấp chất thải trái phép ngay bên trong khuôn viên của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào những thời điểm ít có sự giám sát của các cơ quan chức năng. Thì đối với những trường hợp mà các đối tượng vi phạm pháp luật là liên quan đến tiếp nhận, chuyển giao và vận chuyển chất thải này thì lực lượng cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương các cấp gồm có PC05 và công an các huyện thị sẽ kiên quyết xử lý. Đối với các hành vi này thì mức độ xử lý cũng khá nặng, trong đó có cả tịch thu phương tiện luôn. Thì quy định tại Nghị định 45 thì chúng tôi thời gian tới sẽ kiên quyết xử lý. Bên cạnh tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và kinh doanh phế liệu, lực lượng cảnh sát môi trường toàn tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho các chủ nguồn chất thải và các đối tượng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và kinh doanh phế liệu, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải không có chức năng, kiên quyết không để hình thành, tồn tại các băng nhóm bảo kê trong hoạt động mua bán phế liệu.